Đây là tất cả các nguyên liệu để làm món kim chi Hàn Quốc. Nguyên liệu kim chi đây là món kim chi cải thảo. Nguyên liệu chính là cải thảo. Cải thảo sau khi mua về rửa sạch thì ngâm với cả muối. Từng lớp một rải muối lên trên và ngâm khoảng 2 đến 3 tiếng. Sau đấy thì là cắt lát ra, rửa sạch muối đi và cắt. Đây là cách muối kim chi và có thể ăn được nhanh nhất là cắt ra. Còn có một kiểu nữa là vẫn để nguyên cả lá thì là sẽ lâu, thời gian nó sẽ lâu hơn. Ở đây là phần nhân gồm có củ cải thái sợi này, cà rốt thái sợi, hành hành tây, hành lá, ớt ớt bột Hàn Quốc này, đây là bột nếp nó sau mình nấu thành tạo thành dạng hồ sền sệt và để nguội, đường, nước mắm, gừng, gừng xay, ớt ớt cắt lát, tỏi xay, vừng vừng rang và giã nhỏ, muối, đường. Và đây là táo 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 Mỹ xay nhỏ và để trộn để làm lên tạo lên men và độ thơm cho kim chi. Bây giờ chúng ta bắt đầu trộn nhân, cho tất cả các nguyên liệu vào gồm củ cải, cà rốt, ta trộn đều. Định lượng là cứ một cân cải cải thảo thì làm một lạng muối, chọn nghĩa là một bằng 1/10 muối là cái lượng muối mà để ngâm củ cải ngâm cải thảo cho nó ỉu xuống ấy. Còn các gia vị này thì mình sẽ nêm theo vừa ăn thôi, vừa theo khẩu vị của mình. Cho hồ vào. Trộn thật đều cho ngấm gia vị. Phần nhân này có màu sắc rất là đẹp, trắng, đỏ, cam, vàng, xanh. Không, muối phải nêm. Khi nào mà cảm thấy mà vừa ấy, thiếu những gì thì mình sẽ cho thêm vào đấy, cho vừa miệng. Trộn thật đều, nó ngấm gia vị.
nhân và rất là đẹp mắt. Đã có người ngửi thấy mùi thơm mà. Hẹ không nên cho nhiều hẹ quá, sợ nó nồng. Này cho vừa vừa thôi. Đấy, nó xẹt xuống như này. Đấy đầy rồi, nó xẹt xuống. Có khi để cho thêm ớt nữa nhỉ? Cho nó đỏ nữa. Ừ, em lấy em cái ớt này không cay lắm. Ớt này, cái ớt Hàn Quốc này chủ yếu là màu sắc là đẹp. Còn nếu mà muốn cay ấy thì cho thêm ớt chỉ thiên vào thì rất là cay. Có khi nếu mà sau mày ăn mà thấy không cay lắm thì cho thêm ớt chỉ thiên vào. Không, ớt ớt ấy, cái ớt bột ấy. Nếu mà người nào mà muốn ăn hương vị mà nó cảm thấy nồng nồng, muốn hương vị nồng hơn thì là cho thêm mắm tép vào. Nếu người nào mà thích ăn kiểu thanh thanh nhẹ thì là không cho mắm tép.